Marie Curie, mọi người nhận được visa. Cảm giác bây giờ thì rất là vui, vui tới đơn luôn rồi. Mình có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ là vô trong đó thì chủ yếu là nghe người ta hỏi rồi nói cho lớn. Nói tiếng Việt cũng được, không cần thiết là nói tiếng Anh. Chuẩn bị hồ sơ thì khi mà bắt đầu đứng trước bàn sư quán thì lấy hết mọi thứ ở trong hồ sơ ra để lên. Bàn sư quán cần cái gì thì đưa vào cái đó. Rồi trả lời ngắn gọn, không có trả lời dài dòng. Hồ sơ thì nhân viên ở bên Tân Đại Dương sẽ sắp xếp. Mình chỉ cái việc để vào đó rồi nhớ vị trí của học bạ, rồi hộ khẩu, rồi giấy thôi. Khi mà vô lãnh sự quán thì trước tiên là nên cười. Cười để lấy thiện cảm của lãnh sự quán. Cái câu hỏi phỏng vấn thì ở bên Tân Đại Dương nó soạn. Mình cố gắng nhớ và nói một cách tự nhiên là được. Mình chọn Mỹ đi du học tại vì mình chỉ muốn qua bển để học tốt hơn. Học ở Việt Nam nó mệt, nó nặng. Qua đó mình học ở trung tâm EOS. Sau khi hoàn thành ở trường trung tâm EOS, mình sẽ học ở trường Trung học Phổ thông Bishop McNamara High School. Rồi sau đó sẽ chuyển qua học University. Trường cấp 3 của mình thì là trường tư thục, có lượng sinh viên cũng tương đối ổn. Và sau đó thì mình có thể chuyển qua được cái trường đại học mình muốn, tại vì cái hệ thống đại học của nó rất là lớn. Quá trình được làm hồ sơ là được chị Thúy bên Tân Đại Dương hướng dẫn là làm passport, nộp hồ sơ xin giấy E20 của trường Minh Mỹ. Sau đó điền form DS160. Sau đó điền tập những câu hỏi mà Tân Đại Dương soạn sẵn. Quá trình mình học là học với anh Khôi. Mình thừa cách một ngày lên, một ngày lên thì anh Khôi hướng dẫn làm kỹ từng câu. Nếu mà có gì không hiểu thì có thể gửi mail qua cho anh ấy để anh ấy giúp mình sửa chữa. Sau khi hoàn thành xong phần tiếng Việt thì gửi mail qua cho tư vấn của mình hoặc để tư vấn dịch ra tiếng Anh, hoặc là mình tự dịch rồi đưa tư vấn để tư vấn chỉnh sửa. Và dịch vụ của Tân Đại Dương em cảm thấy rất là tốt. Em phỏng vấn một lần mà đã đậu là em thấy vui lắm rồi. Qua một mẹ của một người bạn thân của em biết được dịch vụ Tân Đại Dương. Nghe mẹ em nói là định cho em đi du học mà chưa biết giải quyết là sao, nên cô ấy đưa mẹ em lên đây để lấy ý kiến của tư vấn. Mình có lời khuyên là các bạn hãy tự tin. Khi vào đó thì lãnh sự quán lúc nào cũng nói chuyện rất là vui vẻ, nên mình không cần phải lo về chuyện áp lực. Chỉ cần nói rõ, nghe rõ, trả lời thật là tốt, cười là được rồi. Ăn mặc lịch sự, mặc áo trắng, quần jean hay sơ mi, quần dài là được. Chủ yếu là lịch sự để lấy thiện cảm. Hồ sơ chuẩn bị theo yêu cầu của tư vấn bên Tân Đại Dương. Chúc các bạn thành công.